Cách Đức Huỳnh giáo chủ đã bảo, gán tu đắc đạo cứu cửu nguyệt, thoát trốn mê đồ đến cảnh tiên, ngõ đáp ơn dài công sáng tạo cho ta hình dốc học cơ nguyệt. Thì quý vị thấy những cái lời mà Đức Thầy đã nhắc nhở, thì hôm nay là đáp ứng trở lại bằng cái thực tế trình độ nhân sinh đã tiến tới là 2020 này, tôi thấy là cả 80% rồi. Đó. Cho nên vì vậy đây là cái chân lý của đạo Phật từ ngàn xưa, cách nay là 2565 năm, bây giờ thực hiện đúng với cái chân lý của đạo Phật. Đây có nghĩa là cái nguồn ân của Tam giáo đã ban rải cho nhân sinh sẽ đi tới cái câu mà Đức Huỳnh trở lại để lập cái hội Long Hoa ở nơi thánh địa trung ương này, nước cõi trung ương lưng chuyển. Lưng chuyển gì? Phương Nam, để mở hội thánh, chọn người trung hiếu. Hậu thánh là gì? Hậu thánh là con người rất là chính trực, rất là hiếu hạnh. Mà quý vị thấy chính trực hiếu hạnh đó là ở đâu mà có? Ngày xưa trong đạo thánh đó là thất thập nhị hiền đó quý vị. Ở 24, không phải là nhị thập tứ hiếu, gọi là nhị thập tứ hiếu, 24 nhị hiếu. Đó. Có nghĩa là 24 vị hiếu ở Trung Hoa ngày xưa là đệ tử của Khổng Phu Tử. Thì ngày nay á, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo á, là hàng á, là 7-8 triệu người trở về với cái á, là lời Đức Thầy đã dạy, nó rất là xác thực để chúng ta đền đáp lại cái công ơn của tạo hóa và đền đáp cái công ơn thực tế của tổ tiên và cha mẹ của chúng ta. Đây là quán sâu vào cái nhân duyên con người trong cái thời đại này có khi nào mà được như thế này. Nó vừa bổ ích hai phương diện, vừa cái sự kính trọng là do cái tín ngưỡng của chúng ta, thứ hai là cái tinh thần quý vị được sáng suốt và an trụ trong cái lời vàng ngọc của Thầy đã dạy bảo. Đó, nó vừa cái thực chất là cái xác thân tứ đại này có cái sự tín ngưỡng và tôn trọng. Thứ hai là cái tâm linh chúng ta được cái sự sáng suốt, hiểu được cái giáo điều cao siêu, cũng như ánh thái dương đã chụp xuống dưới cái quả địa cầu này, cái màn u tối đều là sáng suốt hết. Đó. Chúng ta sống ở trong đời, quý vị nên nhớ hàng ngày quanh quẩn trong cái kiếp làm người, chúng ta sống chỉ danh, chỉ lợi, chỉ tình có bao nhiêu đó, mà quanh quẩn phiền não hàng ngày cảnh cáo cứ nổi lên. Đó, thì quý vị thấy có chỗ nào là sáng suốt? Người ở trong nhà là vợ chồng con cái, có nghĩa là nếu là biết giữ được cái đạo làm người chân thuận với hòa thì điều đó điều tốt, còn không chân thuận với hòa thì phiền não sanh, gặp nhau thì là cứ quần quằn với nhau, thì quý vị thấy có cái hạnh phúc đâu. Mà hôm nay trở về là nhận thức được chúng ta có cái hoàn cảnh gia đình, thì hôm nay là Đức Thầy đã dạy là đạo chồng vợ thuận hòa cho đến thác, dầu cho cái hoàn cảnh nó rất rau như thế nào, nhớ cái lời của Đức Huỳnh giáo chủ ngài đã dạy, không cho để mất lòng với nhau, để cho nó có sự hòa thuận với nhau, đúng với cái nghĩa tình chồng vợ, đó là gia đình, đó là hạnh phúc. Mà gia đình hạnh phúc là gia đình giàu có. Giàu có gì? Giàu có đức hạnh. Mà trên đời hôm nay đó là quý vị thấy nhìn trải qua với cái thời gian ở thế giới đó, có nghĩa cái cuộc biến động, cái cơn đau sắp tới, nhiều cái gia đình giàu có mà người ta là đem tài vật người ta quăng ra, người ta chưa tìm được cái hạnh phúc. Mà cái hạnh phúc hiện tại hôm nay chúng ta sống là nhờ có cái đức hạnh, nhờ có cái đạo, chúng ta mới an trụ trong cái lời dạy của bậc siêu nhân. Đó là hạnh phúc của nhân sinh. Đó. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi cũng xin tạm dừng ở đây để trả lời cho là quý vị đồng đạo cuộc gặp gỡ, ý muốn chúng tôi đóng góp để trao đổi trở lại với cái lời vàng ngọc của Thầy. Đến đây quý vị cũng thông cảm và chúng tôi xin dứt lời ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thì lâu lâu con cũng có cái duyên hành ngộ cùng với ông Hai hôm nay. Thì con cũng nhờ ông Hai giải thích cho con hai câu của Đức Thầy
là thầy nói là cõi trung ương luân chuyển phương Nam mở hội thánh chọn người trung hiếu. Tại sao mà ngài không chọn phương Bắc hay là phương Trung mà lại là chọn phương Nam mà để mở hội thánh vậy ông hai? Dạ. Kính thưa quý vị, tới đây thì là một vị dân chủ đã hỏi tôi qua hai câu giảng của thầy. Cõi trung ương luân chuyển phương Nam mở hội thánh chọn người trung hiếu. Sao họ là không chọn phương Bắc hay không chọn phương Đông mà không chọn là phương Tây mà trở lại phương Nam? Chúng tôi cũng lần lượt để là giải về cái sinh quan của vũ trụ. Sự thật đất nước Việt Nam chúng ta là một đất nước nhỏ bé so với các nước là văn minh thế giới Âu Châu hay là Á Châu, các nước lớn đó. Mà sự thật ra quý vị coi trên cái bản đồ thế giới đó, về pha địa lý đó, thế giới này có cái là cái đất nước, cái bản đồ đất nước nào quý giá hơn đất nước Việt Nam chúng ta hay không? Đó là cái câu hỏi. Thì hôm nay bắt nguồn đất nước Việt Nam từ đâu mà rồi là trung ương? Đó, có nghĩa là phát xuất cái vành đai của là núi đó, có nghĩa là phát xuất từ Hy Mã Lạp Sơn. Đó, mà nơi là cái địa phận, là cái trung tâm của cái quả địa cầu cõi ta bà chúng ta, mà trải dài trở về Trung Hoa rồi sang qua Việt Nam là cái dãy gọi là Trường Sơn. Mà Trường Sơn rồi mới đổ trở về miền Tây nước Việt chúng ta thì là kết tụ trở lại là bảy núi. Mà gọi là bảy núi, ai đặt bảy núi? Có nghĩa là Đức Phật Thầy Tây An ngày xưa ngài ra đời ở tại là ở Cả Tàu Thượng cho nên vì vậy đó, sau khi ngài mới vào là Thới Sơn, ngài vào Thới Sơn ngài mới phân tách trong bảy cái núi cái núi ở Thới Sơn duy nhất cũng như Anh Vũ Sơn, hồi xưa anh ta gọi là núi két thôi Anh Vũ Sơn. Rồi kế Anh Vũ Sơn là gì? Ngũ Hồ Sơn. Đó. Rồi nhìn xéo về là Ba Chúc là gì? Liên Hoa Sơn. Rồi cặp bên với cái mỏm đá thôi, Thủy Đài Sơn. Rồi trở lại là Hoa Long Sơn. Đó. Rồi là tới là Phụng Hoàng Sơn là núi Tô. Chính giữa gọi là Thiên Cấm Sơn. Đó là do Đức Phật Thầy ngày xưa đã đặt, trở thành bảy núi. Thì hôm nay cái pha địa lý đã kết thành đã là từ ở đâu mà có cái là bảy núi này, có phải nằm ở từ cái là bên Hy Mã Lạp Sơn mà đổ trở về Việt Nam chúng ta, kết tụ trở lại con số 7. Vì vậy Đức Huỳnh Giáo Chủ ra đời có nghĩa ngày 25 tháng 11. Quý vị lần tính là con số là trong thiên can á, 2 dưới 5 phải cộng lại là con số 7 không quý vị? Đó là con số 7. Mà con số 7 là con số quyền di, con số một vị là trong cơ trời mà đã ra. Tháng 11 là tháng Tý, mà là trong Kim Cổ Kỳ Quan ông Ba Thới cho biết là ngay cái tháng 11 thiên sanh ư Tý có nghĩa là trong cái là cái cơ trời đất là một vị đã ra đời vào cái tháng Tý, mà ngày 25 tháng 1. Đó là nó đúng với cái Đức Phật đã ra đời mà bước 7 bước thể hiện 7 cái hoa sen. Sau khi là tới năm 1939 Đức Thầy ra đời mở đạo ở tại là Hòa Hảo, làm cái ngày đại lễ 18 tháng 5. Đó, quý vị thấy là giờ lấy con số 9 của nó trong niên đó, có nghĩa là con số 3 với con số 9 nó thuộc là gì? Trong là âm, mà âm nó là thập nhị địa chi, nó thuộc con số âm. Vì vậy Đức Huỳnh Giáo Chủ ngài đã bảo là khí thiên liên sông núi nhiệm màu. Sông cũng nhiệm màu, núi cũng nhiệm màu. Nhiệm màu là gì? Nhiệm màu là linh nghiệm đó quý vị. Cho nên vì vậy quý vị thấy cái pha địa lý ở trên thế giới này có nước nào mà trùng hợp như đất nước Việt Nam chúng ta hay không? Nước nào mà có âm có dương thì phát xuất đứng nhân kiệt đã ra đời, là một vị tối linh trong cơ trời đất ra đời để cứu độ nhân sinh.
có phải Đức Thầy chúng ta hay không quý vị. Vì vậy thì hôm nay quý vị nhận xét về pha địa lý Đức Thầy chúng ta ra đời là đúng hợp. Một là âm dương đã phối hợp. Thứ hai là đem lại cái là miền Tây nước Việt Nam chúng ta. Là nơi cái vùng phì nhiêu là về cái kho dựa lúa. Năm 1945 là cái là miền Tây nước Việt chúng ta là đồng quan rừng rú. Mà Đức Huỳnh Giáo Chủ đã ra đời đi phía nông là kêu gọi phải làm ruộng. Đã. Mà Ngài đã nói lên trong cái là bài phía nông như thế này nè. Ngài nói là một phen giác cuốc ra đồng, thề rằng ruộng phải được trồng lúa phai. Mưa nắng ấy đâu này thân xác chí hy sinh dầu thác cũng cam, miễn cho được cánh đồng nam dồi dào lúa chín gặt đem về nhà. Đến chừng đó hát ca vui vẻ, còn ai là khinh kẻ ngu si, công là không đem được chút công phu, không đem sức lực đền bù nước non. Bây giờ kết luận trở lại đó, bây giờ nói chung đồng bào Việt Nam chúng ta, cái miền Trung với miền Bắc đó, quý vị thấy hai miền đó là phải dân tộc Việt Nam chúng ta ở ngoài hay không? Và miền Nam, mà sự thật hàng năm quý vị thấy là cái miền Trung và miền Bắc đã xảy ra thiên tai địa ách, bằng chứng như cái miền Trung vừa qua quý vị thấy cơn bão số 9. Mà trải từ năm 45 mà đất nước Việt Nam chúng ta ngưng chiến rồi đó, thì quý vị thấy tới nay năm nào cũng bão tổ là có nghĩa là thiên tai địa ách đã xảy ra miền Trung. Mà nếu không miền Nam chúng ta không có là để là cứu trợ ra ngoài, thử ai cứu trợ cho đồng bào Việt Nam chúng ta? Bằng câu Đức Huỳnh Giáo Chủ Ngài đã nói trước rồi, Ngài nói chỉ có xứ Nam Kỳ béo bở, cơ hội này bỏ dở sau sông. Đó có nghĩa là hôm nay đất nước Việt Nam chúng ta nhờ miền Tây chúng ta mần ra cái hột lúa để cứu trợ cho đồng bào chúng ta ở miền Trung và miền Bắc hai miền. Quý vị thấy có nghĩa là phát xuất ngày xưa ở miền Bắc rồi sang miền Trung rồi trở lại miền Nam. Có khi nào miền Trung với miền Bắc mà đem cái vật gì vào miền Nam để giúp đỡ cho cùng đồng bào không quý vị? Cái đó để là thời gian qua quý vị kinh nghiệm trở lại coi có đem cái gì không. Mà sự thật ra là miền Nam chúng ta dân tộc cùng chung đồng bào huyết nhục, chỉ có miền Nam chúng ta để đem ra cứu trợ cho là anh em chúng ta ở miền Trung và miền Bắc mà thôi. Thì như vậy đây là một cái diễm phúc, có nghĩa là thiên thời là cái thời kỳ Đức Thầy ra đời là cái thời kỳ. Rồi địa lợi là gì? Địa lợi là miền Tây nước Việt chúng ta đây là một cái kho dựa lúa, gọi là địa lợi. Nhân hòa thì quý vị thấy là cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, cái ngày lễ kỷ niệm cổ trong thân đó, quý vị thấy tổ chức nó đúng với cái là cái chân lý của đạo Phật ngày xưa, đúng với cái giáo lý của Đức Phật ngày xưa đã dạy. Tổ chức lập trai đàn để cầu cho anh linh người thân chúng ta được siêu thăng về miền Phật cảnh thoát đọa trầm lực, bằng cách Đức Huỳnh Giáo Chủ đã bảo gán tu đắc đạo cứu cửu quyệt, thoát trốn mê đồ đến cảnh tiên, ngõ đáp ơn dài công sáng tạo cho ta hình dốc học cơ quyệt. Thì quý vị thấy những cái lời mà Đức Thầy đã nhắc nhở thì hôm nay là đáp ứng trở lại bằng cái thực tế trình độ nhân sinh đã tiến tới là 2020 này, tôi thấy là cả 80% rồi. Đó. Cho nên vì vậy đây là cái chân lý của đạo Phật từ ngàn xưa, cách nay là 2565 năm, bây giờ thực hiện đúng với cái chân lý của đạo Phật. Đây có nghĩa là cái nguồn ân của Tam giáo đã ban rải cho nhân sinh, sẽ đi tới cái câu mà Đức Huỳnh trở lại để lập cái hội Long Hoa ở nơi thánh địa trung ương này, nước cõi trung ương lưng chuyển gì phương Nam, để mở hội thánh chọn người trung hiếu. Hậu thánh là gì? Hậu thánh là con người rất là chính trực, rất là hiếu hạnh. Mà quý vị thấy chính trực hiếu hạnh đó là ở đâu mà có? Ngày xưa trong đạo thánh đó là thất thập nhị hiền đó quý vị. Ở 24, không phải là nhị thập tứ hiếu, gọi là nhị thập tứ hiếu, 24 nhị hiếu. Đó.
Có nghĩa là 24 vị hiếu ở Trung Hoa ngày xưa là đệ tử của Khổng Phu Tử. Thì ngày nay tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là hàng là 7-8 triệu người trở về với cái là lời Đức Thầy đã dạy, nó rất là xác thực để chúng ta đền đáp lại cái công ơn của tạo hóa và đền đáp cái công ơn thực tế của tổ tiên và cha mẹ của chúng ta. Đây là chúng ta xứng đáng là con của Phật, của tiên, đúng là cái hậu thánh phải mở nơi cái thánh địa trung ương này hay không quý vị? Đó. Cho nên vì vậy, đây là một cái diễm phúc đem lại bằng cái thực tế từ năm 75 tới bây giờ. Quý vị thấy là hàng năm nhà nước chúng ta cũng lo cho đồng bào ở Việt Nam. Mỗi lần cái cơn bão từ ngoài biển muốn xô vào ở miền Tây nước Việt chúng ta thì là lúc nào nhà nước cũng kêu gọi là nhà cửa phải chằng níu và dằn cho kỹ, không để gió lốc tới là nhà chúng ta phải sập đổ. Mà quý vị thấy có khi nào vô miền Nam nước Việt chúng ta không? Chỉ cơn bão số 5 dọc theo bờ gian biển từ Cà Mau vét lên tới Gạch Giá mà thôi. Đây là do đâu? Do là cái nhân nghiệp của con người đã tạo. Đó, cho nên Phật là nói nhân quả, do cái nhân nghiệp con người đã tạo ra cái nghiệp đó, cảnh tỉnh cho chúng ta biết rằng cái nghiệp gì thì cái quả ấy nó sẽ sắp tới. Đó là cặp theo bờ gian biển mà thôi. Còn riêng nói chung cái miền Tây nước Việt chúng ta rất là an nhiên, rất là cái hạnh phúc, rất là một cái diễm phúc. Nó có cái tình thương và tương trợ lẫn nhau chứ không bao giờ tách rời lẫn nhau. Đó là chúng tôi muốn nói ngay cái là lễ của cái người thân bằng cách thực tế nó có cái sự là hòa hợp đất nước Việt Nam chúng ta hiện tại hôm nay. Rồi trở lại Đức Quỳnh Giáo Chủ Ngài cho biết là khắp thế giới liên dây hòa hảo. Đã liên dây là gì? Đã cái đạo hòa hảo sau này Ngài Đức Thầy trở lại có nghĩa là cả thế giới năm châu cũng phải trở về 4 chữ Phật giáo hòa hảo. Mà hai chữ hòa hảo là hai chữ mới đem lại cái an lành cho dân tộc là nhân loại ở thế giới năm châu. Chữ hòa là thượng thảo, chữ hảo là tốt đẹp. Mà ngày giờ nào được thượng thảo là ngày đó tốt đẹp cho nhân sinh đã sống ở trong cái vũ trụ là cái cõi ta bà này. Bằng cách Đức Thầy bảo là hướng về phụng sự cho nhân loại sẽ gặp tình ta trong khối yêu. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi sẽ kết luận nơi đây. Trước khi dứt lời để trả lời cho vị vấn chủ hai câu khái luận mà thôi, chứ chúng tôi không có chi tiết, nếu chi tiết nó còn nhiều công chuyện nữa. Xin đó là kính chào chư quý vị đồng đạo kính mến. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Dạ cảm ơn ông hai. Dạ chúc ông hai luôn dồi sức khỏe nha. Dạ. Dạ. Dạ cảm ơn ông hai. Ông hai quá diễn quá hay à. Dạ. 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 Dạ.